Vùng đất đẹp vì nhiêu thật. Xin được chào quý vị khán giả. Cái gương cười nó là một người làm và một người phải bắt chước theo. Thì Dũng bị cái là đối thủ với anh Dương Lâm. Anh Dương Lâm thì anh khỏe quá, cho nên những cái trò mà anh đưa ra toàn là những cái trò khỏe thôi. Thì mình phải cố gắng. Chính vì vậy cho nên là mồ hôi đổ hơi bị nhiều. Nói chung là mình làm cố gắng cái khả năng của mình. Em ơi, ở trên đầu. Ê. Em lấy này xuống đây. Cái cán nó đâu rồi? Cái cán, em lấy cái sủi xuống đây. Có một cái gọi là diễn viên hỗ trợ thì lại lôi ngay cái người chung đội với mình ra, thì là Mạc Văn Khoa. Cái gương cười nó là một người làm và một người phải bắt chước theo. Thì mình bắt buộc mình phải làm theo thôi, cho nên là cứ quay Mạc Văn Khoa. Em sẽ cho con cá đi tàu lượn siêu tốc. Em cũng cho con cá đi tàu lượn siêu tốc. Thôi đẹp trời. Em mới leo được cái gối, em chèn hẳn hai chân ra hai bên. Em mới leo lên cái gối, em dàn hẳn hai chân em hai bên. Chào mọi người, hiện tại thì Ly đã sẵn sàng rồi. Hóa trang cũng xong, trang phục cũng xong, chỉ chờ bấm máy là leo lên sân khấu diễn ngay. Ủa sao tàn tiệc rồi, mấy ông mấy bà còn đây đông vậy? Âm mưu của cô là gì? Cô nói đi. Mệt thì cũng phải ngủ chứ, tôi là người ở chứ có phải là ở đợ đâu mà con trâu con bò nó bắt làm cả ngày không cho nghỉ ngơi gì. Tới nơi rồi mình mới biết cái đề bài và anh em cùng ngồi bàn với nhau một tí là leo lên diễn liền. Chứ hoàn toàn không hề biết trước kịch bản gì hết. Và cái cảm giác rất là thú vị. Mình ứng biến và mình xử lý những cái tình huống bất ngờ ngay trên sân khấu. Nói chung là rất là thú vị. Nhập mật khẩu, nhập mật khẩu. Mật khẩu là bà bé hai thích ăn khoai. Tao muốn có một người chị em tâm sự. Trai trái, tôi là đàn ông con trai nheo nhẽo. Thôi đừng có sợ, mày nói chữ nheo nhẽo mà mày rượt miệng phải không? Mày coi trai nào nheo nhẽo gắn cái mông vậy, mang đường bước vậy. Rồi mắt gì mặc bộ đồ này. Sài Gòn mình khi đó hết, đẹp hóa thân, thấy cái sắc. Lời đầu tiên thì Trà Ngọc gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Ai Cũng Bật Cười. Lần quay trở lại này thì Trà Ngọc tham gia vào Ai Cũng Bật Cười với một format hoàn toàn mới và đã tham gia vào những nhân vật cũng mới luôn, cho nên là có thuận lợi và cũng có rất là nhiều bất lợi. Điều đó sẽ tạo ra những cái điểm bất ngờ cho chương trình và khiến khán giả phải bật cười. Vui vẻ dễ tình lắm, bấm tay chắc tay. Ở dưới là tôi tắt thang máy dưới rồi, ông thầy không thể nào tôi bấm nút lên được hết chưa. Mày y như cha chủ mày không? Mày đặt cái cây thương hại bao nhiêu năm nay con có mặt nè. Để cái bên còn trao đổi vô cặp chị em phong xanh gì đó. Ra đây làm chi đây? Đây, tôi nghe mấy người cái lộn là ông phân xử được là tôi thấy có vấn đề này, rồi. Tôi cái già già. Tôi có ưa cái mẹ này. Chắc tôi ưa ông quá. Ưa bà. Tôi ưa ông. Thôi thôi thôi. Giờ là cần có một người thứ ba đứng ra làm tôi phán xử cho nè. Nha. Ông thử được không? Có, tôi học bên Tây mà. Học bên Tây hả? Tây đó. Ở đâu? Châu Âu hả? Mỹ, Pháp, Đức hay à? Đúng rồi nè, Tây Nam Bộ đó. Ủa Tây Nam Bộ là miền Tây á hả? Đúng rồi. Thôi kệ đi, học đâu cũng được miễn. Giờ tôi cần điều tra. Điều tra đi. Lấy thông tin điều tra. Rồi rồi rồi. Giờ hỏi nè. Hỏi đi. Bà là cái thì đàn bà. Cái là bà là thì đàn bà, bà là bằng bà. Bà là đàn bà. Đó. Mọi người ơi, mọi người hãy đón xem chương trình Ai Cũng Bật Cười trên kênh HTV2 vào mỗi tối 20 giờ chủ nhật hàng tuần nhé. Chắc mọi người rằng mỗi số sẽ là mỗi tiếng bật cười khác nhau, bởi vì những cái điểm thú vị đó chính là tiêu chí của chương trình. Cảm ơn mọi người.